Đi đâu đây? Bán rau gì? Rau ở vườn đấy à? Nhổ bán á? Dày quá à? À, vào đây nào. Ai nhỉ? Bán được bao tiền rồi? Bán được 15.000 rồi. 15.000 nữa? Ừ. Không ai mua nữa à? Không. Chỗ này còn bao tiền nữa? Chỗ này 10.000. 10.000 nữa? Ừ. Này liệu lên không? Lên mà. Ôi, nhiều nhờ. Nhiều mà. Ừ. Em lại không rất là chồng. 10.000 à? Ừ. Đây, hay đây để em mua luôn. Dạ 2 xịch. Dạ 20k hả chị? Đấy. Nam ơi, dê của anh 2 cây dê qua giấy ra ngoài nè Nam ơi. Đây chị gái bảo có rau không đây? Để em họa cho này luôn, trồng luôn rau này. Dê của anh cái này chậu ra ngoài quá. Vần vần á, vần á. Đâu rồi, vần cả chậu kia đi. Ôi à. Rồi, ok. Chị gái ngăn hộ mấy cái đỗ này. Ờ, à, ngăn hộ mấy cái đỗ. Em hoại cho này luôn. Chồng mua của chị chồng rau luôn. Ủng hộ luôn. Cũng một rau rền nữa kia, nó nhìn nó một tụm đấy, nhưng một cây. Một cây thì có mà à, em có đẻ đây ra nhỉ? Ừ. Ê, ngắt đi, ngắt. Nhổ, nhổ luôn rồi. Nhổ tung. Hoàng Hiền định để chỗ này trồng dưa chuột. Chị gái chị bán rau ủng hộ luôn. Xong thì hôm nào dấp lẫn cho chuột được, bảo hộ ra ngoài cổng ấy. Đấy, cứ đặt 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 luôn đấy được. Đây mấy cây hoa hồng đấy, hoa hồng nhung trước làm nhà còn lại để lại. Chỗ này trồng lên không? Lên mà. Ừ, rước thêm mấy cây. Đất này trước đổ toàn đất màu vào. Cái đấy chị bỏ nó ra ngoài cái đầu cổng. Làm vườn rau luôn. Hết đất rồi các bạn. Xách xách cây ngay ra. Đây. Bỏ này vào em. Để gì ạ? Để ngoài đấy. Đúng không? Đây, cấy từ đây này. Này lại có vườn rau rồi. À. Rồi nó hẹp quá ấy. Ừ. Định trồng dưa chuột này, nhưng cậy cứ dấp vào. Dưa chuột mình làm dây nó neo bên cạnh. Được cái rau nào được. Thế là đi bán đâu? Chị bán trên đầu xóm.
Đầu xóm á? Ừ. À, được 15 nghìn rồi à? 15 nghìn. À. Không ai mua nữa? Không. Ừ. Lại cho 20 nghìn. À. Ô thế này thì chắc không hết đâu. Đúng không? Không hết. À. Không được bao nhiêu được, không thì tí nữa chị lại mang đi bán tiếp. Vẫn giả chị hai xịt. Hiểu không? Dạ. À. Cái này nó còn dễ nào lên đấy nhỉ? Lên nó dễ thì chị... Người ta tỉa, người ta... Như nào? Người ta giấu vẫn cấy vẫn lên đi. À. Chỗ này trước Hoàng Hiền trồng đỗ này mấy rau... cây dầm bóp này ăn bao nhiêu nhưng mà vừa hết vụ à. Đỗ còn mấy quả. Đất hẹp quá. Nhà chị gái đất được cái vườn bên của nhà anh trai rộng nhá. Rộng rãi. Được cái to á. Nó to nó nhanh lên. Đây bé quá, đấy cái to. Cứ ấn xuống là lên hết đi, nó đưa nước nó bắt hết, ấn cho chặt là được. Trồng đan xen cho cây ấy vậy nè. Cây mồng tơi này. Ờ. Đâu xách này, xách cái túi đây này. Ấy à, cái này nó trồng thoải mái nhỉ. Rồi. À. Ui. Bao nhiêu này. Trồng bao giờ mới hết. Cái to. Trồng được cái rau này thì ăn nó sạch. Không phải mua thuốc thang. Đi làm về đấy trồng cứ trồng ấy, trồng đây đi. À mồng tơi đi. Ừ. Cho sâu á, mồng tơi cho nổ sâu á. Đi làm về ra ngắt nắm là làm bát canh hay là cho nấu gói mì là ổn. Đất này thẳm nhanh nhanh lên. Ngay đây em vòi em tưới này. Vòi tưới liên tục này. Đang ở nhà thôi nhá. Thế là đi bán đâu chưa? Đi được một lúc rồi. Đi được lâu quá. Cứ cho dày dày vào. Cho nó lên. Đất mình không có, tiết kiệm. Gà đã hỏi mua chưa? Chưa. Chưa hỏi mua à? Bác nào có mua gà các bác liên hệ nhé. Bán gà chị gái này muốn bán sợ trộm. Trộm mà rình mò liên tục. Đấy. Tối là mất ngủ. Có ngủ được không? Lại mất ngủ à? Có ai vào hay như nào? Vẫn có người vào. Vẫn có người nhảy vào à? Ừ. Cứ ra là lại chạy à? Ừ, cứ ra là lại chạy. À. Tại chị gái này các bác, hai mẹ con là yếu đuối. Đấy, nó biết là yếu đuối mà không làm được gì à. Thế là nó cứ trộm mà nó nhảy vào thôi. Giống như chú Lợi cô đơn. Chú Lợi sạch như cái mất ngay con sẽ bỏ. Đêm nó mới thức dậy. Trông gà, trông trông bò, trông lợn. Nhiều bác nó cứ bảo là sao lại cứ trộm của người nghèo. Đấy, nhưng mà nó đã nghiện, nó ngập thì nó từ cái gì đúng không? Đấy. Mà càng những người yếu thế thì nó càng
càng trộm. Thế là đợt trước là các bác theo dõi video là cái đợt mà mất mấy chục con gà đấy, 65 con gà đấy thì là do là chị này thì cũng thịt đấy, chứ không phải là không thịt, nhưng mà thịt chắc độ chục con đổ lại thôi, còn lại là mất, với lại chết cũng bị chết một ít đấy, còn lại là mất. Nên là đợt đấy là nhiều bác là hiểu nhầm là chị này là thịt ăn hết mới lại bán là không phải đấy. Trách oan chị đấy. Thật ra thì những cái hoàn cảnh như này thì là rất đáng là để giúp đỡ các bác. Đây, tí nữa giả tiền rau 20k, giả công trồng 30.000 nữa, cho tròn 5 xịt. Đấy. Thế được chưa? Hả? Có được không? Thôi đấy làm gì công cấy. Hả? Đấy làm gì công cấy. Không lấy gì công cấy á? Coi như em thuê chị, chị làm thì cũng phải là... Cũng phải... Đấy em trồng tí được, nhưng mà... Thuê chị trồng tạo công việc làm cho chị luôn. Cứ ấn nó xuống là được, lên hết. Kì ra ngoài. Đấy. Cho điện lung linh một tí nhá. Sậm tối cây hai cây giấy. Đấy. Cây giấy ta này của Hoàng Hiền đang ra hoa nhé các anh nhé. Đây. Đang nở hoa. Đấy. Đây Hoàng Hiền có ba chậu giấy ta. Trước là nó nở hoa nhiều, nhưng đợt là làm nhà là không chăm được mấy là nó hoa nó không ra. Bây giờ bắt đầu lại ra hoa. Đây là mấy chậu giấy to là mua từ trước. Này nhà họ trồng lên hết rồi. Đây nắm này nó trồng cái bãi nhỉ. Bãi. Bên này là trồng được mấy cây gừng với cả. Dấp vào đây. Nhổ hết mấy cây tầm bóp. Ui. Đây chung là trước em lấy đất màu đổ vào nhé. Bỏ cái bóng ngoài. Nhanh. Cứ cắm nó xuống là lên hết. Xách số nước tưới luôn lên luôn cứ tưới qua cả.
quê cảm giác này rất là thư giãn các bạn. Thư giãn thoải mái. Ấn chặt rồi chị gái, chị gái đổ. Chăm sóc có những cây rau sạch. Kìa, cứ cho hết đi. Cấy hết, chỗ là hở thì cho hết vào. Này may ra là ngóc luôn đấy nhỉ. Lên ngay ấy. Cây nào lên mà. Đấy, cắm hết đấy. Nó không len nổi nó lên hết. Nót xong vào đây giả tiền cho thành gói kẹo mang về nó ăn. Nhà nha các bác nha, thư giãn. Sắp tới nghỉ hè là cùng mấy anh Sự Béo xuống đây nữa, là hai anh em mà chạy khắp các bản hàng vùng cao. Đấy, chia sẻ video. Cho thành gói kẹo. Ngon ngon. Ngon ngon. Cho thành gói kẹo nhá. Thấy chưa? Được rồi, đây, chị cho bấm luôn kia cho nó đỡ phí. Cạnh cái gừng ấy, đấy. Đấy. Cứ cho xuống lên mà. Đỡ tiếc. Đây, nó đi. Vừa hết nhỉ? Đâu đi vào rửa tay lên tay, vào trả tiền, uống nước nồi trả tiền xong về. Gì ấy? Đất. Ừ. Hoàng Hiền kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Chào các bác. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Rửa tay đi. Xin chào tất cả các bác. Cà này.